vượt qua nhiều khó khăn thách thức do thiên tai dịch bệnh, bất ổn chính trị trên thế giới, khiến thị trường bấp bênh, năm 2022, ngành nông nghiệp khép lại bằng những con số ấn tượng. Đã có 8 sản phẩm trên nhóm sản phẩm trong năm 2022 đạt giá trị xuất khẩu hơn 2 tỷ đô la Mỹ là cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ. Quả ngọt đã và đang được thu hoạch từ sự mạnh mẽ thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp để gia tăng giá trị xuất khẩu và thu nhập cho bà con nông dân. Tất cả sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh đặc biệt chào đón Xuân Quý Mão ngày 22 tháng 1 năm 2023, mùng 1 Tết.